Chào mọi người có khỏe không? Hôm nay mình đi tìm đá tiếp tục mọi người. Hôm nay có mấy cục thạch anh này mọi người. Đá đây suối này có thạch anh là do những cái bờ vực này này nó bị sạt lở, nó trôi ra. Đây này. Hôm nay có mấy cục thạch anh đá. Đá này nó mình mới bươi lên á, chất lượng của nó thì không có cao đâu. Như này còn nhiều lắm. Bươi lại cái suối này còn đá nhiều. Đây chủ yếu là thạch anh này nhiều. Cục này cũng là cấp thạch anh luôn nè. Không biết trong này có kim cương không? Màu sắc cũng khá là đẹp mọi người. Thơm tóc. Bự chặt mò hết tay đúng không? Này bỏ hồ cá được, đá này bỏ hồ cá ngắm trời được, nó này có giá trị thì không ta, nên mình bỏ hồ cá nghiên cứu cho mình.
cua này mọi người. Cua đá. Cua này cua cái. Một con cua đá. Ăn đá quá. Moi được mấy cục này, chỉ có mấy cục thịt anh này thôi mọi người, không có nhiều. Cục này đẹp nè, để mình đem về mình bỏ hồ cá được. Này chỗ nó là thấy nó lắng động nhiều đá mọi người. Bơi thử coi. Đa số chủ yếu cũng là thạch anh là nhiều ha. Thật ăn tóc nè mọi người. 100 nó có rất là nhiều sợi liên kết lại với nhau á. Bỏ đi. Này nó có rất là nhiều vết rạn nè.
ruby. Sỉ ruby. Tục này cũng là gốc thịt anh luôn. Rồi. Liệm đúng cái cây chống rung. Như này là sĩ của ruby. Ê, sạch cho mình nhiều dữ vậy ta. Rút bông bên. Nó là cái gì không cao. Nó không có nạc hay nó là... Nó bị rổ nhiều quá nên nó không có nạc. Chán bao nhiêu tiền. Nó củi. Hết rồi. Chào mọi người, gặp mọi người tiếp theo nhé. Ngày này cũng hơi mệt.